Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phân tích nhân vật thứ hai. Lần này không còn là tình huống chuyện nữa mà là phân tích nhân vật chính của tác phẩm là nhân vật chàng. Đây là nhân vật trung tâm, nhân vật có thể à, có rất nhiều điểm thú vị. Trước tiên chúng ta giới thiệu chung về nhân vật nha các bạn, đừng có vào phân tích luôn, phải giới thiệu về hoàn cảnh này, rồi à, xuất thân này, ngoại hình này. Thế thì chàng là một anh chàng như nào? Cái bối cảnh của anh này xuất hiện thì thật sự là không ai muốn. Đó là cái đói đã tràn đến xóm này, xóm vũ cư này từ lúc nào? là cái hình ảnh thê thảm mà thầy vừa mới nói với các bạn cách đây có mấy phút thôi kinh khủng ấy vậy mà anh ấy có đẹp gì cho cam anh có tỏa sáng gì đâu chàng xuất hiện gần như lẫn luôn vào khung cảnh anh anh là anh, người nông dân nghèo nhá làm nghề đẩy xe bò rồi à, là người dân xóm ngũ cư rồi lại còn xấu xí thô kệch dở hơi nữa lưng thì to rộng như gấu hai quai hàm mạnh ra rồi à, đôi mắt thì gà gà cắm vào bóng chiều tóm lại là anh này chắc chắn là ế không bao giờ lấy được vợ chắc chắn luôn vấn đề ở chỗ là như thế này thánh nhân thì hay đãi kẻ theo nữa chúng ta sẽ xem đãi kẻ như nào vì à, à, một người nông dân nghèo mà xấu xí thô cạch trong cái khoảnh khắc này mà lấy được vợ thì đúng là cần phải có thánh nhân còn gì nữa đãi còn gì nữa đúng không chúng ta sẽ xem anh cái cái diễn biến tâm lý của chàng và thông qua phân tích cái diễn biến tâm lý của chàng thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi là đãi ai đầu tiên là diễn về tâm lý nhá. Chúng ta sẽ xem một cái uh, sườn như thế này. Thực ra thì thầy uh, gợi ra như này thôi chứ còn uh, bài viết của chúng ta thì có thể chia làm nhiều cái trạng khác nhau. Thầy thì thầy chia làm ba cái trạng chính. Trạng đầu tiên, trạng đầu tiên là trạng ở chợ. Trạng ở chợ là chợ ở là gì? Là trạng mà chàng phải điều uh, à, Chúng ta nhớ rằng là cô gặp gỡ giữa chàng và cô vợ nhặt là cuộc gặp gỡ tương đối tình cờ. Trước đây hai người này đã từng quen nhau nhưng nhưng không thân chỉ có thể là họ trêu đùa nhau thôi Mà lần này thì vẫn tiếp tục trêu đùa chàng cũng hò chơi một câu là muốn ăn cơm trắng với giò thì ra đẩy xe bò với anh nhỉ nhân vật thị này thì cũng lại ra và đẩy xe bò với anh rồi trêu đùa với anh thế rồi chỉ với bốn bát bánh đúc mà anh chàng đã có được vợ anh ý tưởng là chuyện đùa mà cuối cùng là thị theo về thật đấy và lúc này chàng thực ra là cũng có, có có dừng lại suy nghĩ các bạn nhớ rằng là Ừ, nghèo đúng không đói đúng không ừ, giữa lúc này à, ai mà mà lại đi lấy vợ lúc đầu chàng cũng chợt chợt tức là có một khoảnh khắc anh ta dừng lại anh ta nghĩ đến là đến thóc gạo này mình còn không nuôi nổi lại còn đèo bỏng có nghĩa rằng anh ấy không 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 phải bị uh, bỏ bua hay là bị dở hơi gì cả anh ấy có suy nghĩ đến chuyện đấy rồi có suy nghĩ đến chuyện là cái đói rồi thế nhưng mà anh ta vẫn liều lĩnh lúc này chàng thách thức cái chết thách thức số phận anh ta tặc lưỡi, chọc kệ và thế là dẫn cô về nhà luôn, lấy vợ luôn. đấy là sự liều lĩnh, đấy là cái uh, sự thách thức uh, thần chết. thần chết thì bủa vây xung quanh đúng không? đối với chàng, anh ta đi theo tiếng gọi của cái gì? của niềm khát khao sống, của niềm khát khao hạnh phúc. À, bây giờ mình đã có vợ, à, mình 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 đã có vợ rồi, mà phải chấp lấy cơ hội này ngay chứ không thì bao giờ có được. và thì thầy, thầy nghĩ rằng là trong một khoảnh khắc đấy chàng nhìn thấy cô cô vợ này cô thị rách dưới quá rách như tổ đỉa mặt lưỡi cày xám xịt và lấy cô đó điều bồng tức là còn xuất phát từ cái tình thương thật ra phân tích cái đoạn này thì thầy thấy là quyết định của chàng là rất nhanh không suy nghĩ nhân vật chàng được miêu tả không phải thông qua những cái dòng tâm tư quá nhiều mà anh ta trẻ mà nên là quyết định rất nhanh tuy nhiên như thế nó mới hay như thế chứng tỏ rằng quyết định của chàng quyết định lấy vợ ấy, cái khát khao hạnh phúc hay cái tình thương này là quyết định chân thành, nó xuất phát từ cái khát khao rất thật, rất chân thành của anh ta thì anh ta mới quyết định nhanh như vậy. Nhưng cái mà nó dường như nó 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 rồn nén sẵn ấy, bây giờ tự nhiên đến rồi nó bật lên. Nên là chỗ này là cái quyết định nhanh và nó cho thấy cái sự chân thành trong cái tình yêu thương của của chàng với cô vợ nhặt cũng như là khát khao hạnh phúc của mình. Chúng ta đặt tên cho nó là liều lĩnh thách thức số phận và khát khao hạnh phúc. Còn đây chỉ là cái không gian thôi. Cái không gian thứ hai là khi anh ta trên đường về nhà và về đến nhà rồi thì anh ta thay đổi luôn. Không còn là đôi mắt gà gà cắm vào bóng chiều, thay vào đó lại là đôi mắt sáng lên, à, đôi mắt sáng lên lấp lánh luôn, giờ là khuôn mặt vênh lên tự đắc, rồi anh ta đi đứng rất là đàng hoàng, trẻ con đến trêu anh ta là anh ta nghiêm nét mặt lại. Lúc đấy là có một gì đó phẩn phơ khác thường hiện lên trong đôi cái cái cái, cái uh, khuôn mặt của chàng, nói khác, đấy là hình ảnh của hạnh phúc chàng liều lĩnh và bây giờ anh ta đã đi rồi đã có được cái có được cái 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 điều mình mong muốn đó là hạnh phúc là tình yêu tình yêu làm cho chàng thay đổi nhà văn kim lân thực sự đã miêu tả tinh tế cái khoảnh khắc này vì giữa chúng ta nhớ rằng giữa cái không gian lúc đó là không gian của cái đói cái chết của tử thần của xác người ấy vậy mà hiện lên hình ảnh của một con người mà dường như là tỏa sáng hãy cảm giác là là anh anh ta tỏa sáng giữa cái không gian đấy khuôn mặt anh ta khiến cho tất cả mọi người mọi người nhìn khuôn mặt đấy mà có một cái gì đó vui sướng tươi sáng hiện lên trong khuôn mặt của những người xung quanh chàng đã lây lan cảm xúc sang mọi người nhưng mà khi để về đến nhà rồi thì chàng lại bắt đầu lo lắng chàng bắt đầu lo lắng chàng không dám đứng ở trong nhà mà anh ta đứng ở ngoài ngõ đợi mẹ à, lúc này anh ta các bạn hãy tưởng tượng không gian nhé trong nhà kia là cô vợ cô vợ mới cưới đúng không ngoài là bà mẹ đang về và chàng đang bị kẹp giữa, kẹp giữa như nào? Nhà mình nghèo quá, chỉ sợ rằng là cái hạnh phúc mình vừa mới mang về kia, mình vừa mới có được kia, nhìn thấy ra cảnh nhà mình nghèo là bỏ đi. Chàng có lo lắng, chàng không, chàng, chàng không biết là cái cô vợ cái cô nghĩ gì, hạnh phúc mong manh. Đây thực sự là tinh tế. Hóa ra cái người dân lao động lúc ấy. họ có hạnh phúc họ liều lĩnh đến thế, nhưng mà việc có được nó và và chắc chắn trong bàn tay ấy, không đơn giản. Đôi khi chỉ một khoảnh khắc thôi là tất cả sẽ biến mất hết Chàng còn sợ ai nữa Chàng còn lo lắng vì chàng cưới vợ Nhưng lại chưa nhận được sự đồng ý của mẹ Chàng mong muốn nhận được sự đồng ý của mẹ à, Chàng lo rằng là mẹ không đồng ý Thì mình không biết xử lý thế nào cả đây là cái đây là cái hành động của chàng cứ quẩn đi quẩn lại ở ngoài ngõ nên nó rất là 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 thú vị nó cho thấy được rằng là cái 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 sự hiếu thảo của anh À, niềm vui và niềm hạnh phúc của anh. Thế nên là khi mà bà cụ tứ uh, sau khi chàng năm lần bảy lượt nói thế này thế kia, mà thầy nghĩ rằng là chúng ta có một câu rất hay nhé. Đó là chàng giới thiệu nàng dâu mới với tinh tế mà các anh phải học tập, nhà các anh phải học tập. Uh, chàng giới thiệu nàng dâu mới, tức là thị cho bà mẹ của mình với bà cụ tứ như nào nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy u ạ. À. Chúng tôi cũng phải duyên phải kiếp với nhau. Đấy cũng là cái duyên cái số cả. Giới thiệu như thế mới là giới thiệu chứ Bây giờ chàng lại giới thiệu rằng là Con với bốn mắt bánh đúc đã, đã cưới được vợ Đúng rồi Thế thì cô vợ này cô ấy biết chui về đâu Thế là giới thiệu là gì Phải duyên phải số thì đương nhiên là Đã giấu luôn đi cái chuyện là đã gặp nhau ở đâu như thế nào Và còn tinh tế hơn ở chỗ là Nhà tôi nó mới về làm bạn Mới chỉ về làm bạn thôi Còn tại sao không phải làm vợ Vì còn đợi ai đồng ý Đương nhiên là đợi mẹ đồng ý Xin như thế thì bà mẹ làm sao bà tớ chối từ được Cứ tưởng cái anh này uh, thô kịch xấu xí hóa ra lời lẽ là về tinh tế Đây là cho thấy được rằng là cái thay đổi ngay lập tức trong ngôn ngữ của chàng Trong tính cách của chàng không còn vô lo vô nghĩ nữa Mà suy nghĩ nói năng nó cũng cũng có sự thay đổi kinh khủng luôn Nhưng cái sự thay đổi lớn nhất của chàng là sự thay đổi trong cái trách nhiệm của anh ta Đó là buổi sáng hôm sau Sáng hôm sau chàng mở mắt ra Ánh sáng chói loa vào mắt nhá rồi nghe tiếng chổi quét nhà và lúc đó thì chàng thấy mình phải trưởng thành hơn vì chàng lần đầu tiên chàng thấy mình cần phải gắn bó với ngôi nhà của anh ta rồi chàng cảm thấy rằng là đây sẽ là nơi để anh sinh con đẻ cái ngôi nhà để che mưa che nắng chàng cần phải thể hiện được mình nhiều hơn mình phải có trách nhiệm hơn với gia đình này thực ra là nhà văn kim lân rất tinh tế ông đã nói rất nhiều về cái chữ nhà không phải đơn giản mà tự nhiên chàng lại đi đến nhà đâu, vì uh, theo tâm lý của người uh, nông dân hay người Việt Nam thì um, ba cái chuyện là lấy vợ này dựng nhà này tậu trâu này là những cái uh, cái công việc lớn phải làm. do vậy bây giờ anh ta lấy vợ rồi thì chuyện anh ta gắn bó với ngôi nhà này là đương nhiên rồi tâm lý là thế. mặt khác là có an, an cư thì mới lạc nghiệp có uh, dựng vợ gả chồng xong có ngôi nhà rồi uh, nơi đây sẽ là nơi chôn uh, nơi mà anh ta sinh con đẻ cái xây dựng gia đình ấy thì nó sẽ khác và cái sự trưởng thành này thì thầy nhớ thì các bạn nhớ rằng đây là sóng hộ cư và cái ngôi nhà này thì tạm bỡ rúm gió một những túp lều ở giữa một cái khoảng sân như này nhưng giờ anh ta muốn gắn bó với nó vì tình yêu làm đất lạ hóa quê hương với tình yêu với niềm hạnh phúc thì uh, cái mảnh đất này sẽ là nơi anh ta gắn bó với 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 với, với cuộc sống của mình và theo thầy khi phân tích diễn biến tâm lý của chàng phải xoáy rất chi tiết hãy hãy để tập trung cho thầy việc tác giả miêu tả rất nhiều về hình ảnh của ngôi nhà nhé tất nhiên là có một cái hình ảnh khác cũng hay hành động của chàng đó là thấy mẹ và vợ quét tước dọn dẹp nhà cửa chàng xăm 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 bước đi xăm xăm ra quét tước dọn dẹp nhà cửa nếu mà chúng ta nhớ chúng ta nhớ ngay tới cái chữ xăm xăm này trong truyện kiều của nhà đai Hào nguyễn du À, khi Kiều à, xăm xăm băng lối vườn khuya một mình để mà tìm kiếm cái hạnh phúc Cô đã săn có thể là vượt ra khỏi những cái lễ giáo phong kiến để tìm chủ động tìm cái hạnh phúc Lần này cái hành động của chàng xăm xăm à, ra quét tước dọn dẹp nhà cửa hành động rất nhỏ đúng không? Nhưng mà thực ra lại có cái rất là lớn Nó cho thấy một điều rằng là anh ta thay đổi thực sự Anh ta chủ động để thay đổi Nếu mà là một cái cuốn phim Thì có lẽ hình ảnh quay cái đoạn này sẽ là hình ảnh quay ngược lên hình ảnh của chàng xăm xăm tiến tới cách rất là đẹp rất là có có thể gọi là rất là tráng lệ như vậy nhưng sau đó thì anh ta lại cầm chổi quét nhà hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn nó nó cho thấy được rằng cái sự trưởng thành thực sự trong chàng và ở cái khoảnh khắc cuối chuyện lúc này thì chúng ta thấy cái tiếng trống thúc thuế vang lên cái bầu không khí của gia đình có thể là lúc đó đang êm ấm đang hạnh phúc đang vui bỗng nhiên lại có tiếng trống trong khi bà cụ tứ thì khóc giấu nước mắt đi thì uh, trong đầu chàng lại hiện lên hình ảnh của lá cờ đỏ sao vàng và đoàn người đi cướp kho thóc Đây là gì? Dự cảm đổi đời Vì sao? Dự cảm đổi đời khi mà những người uh, khi mà lúc đó chúng ta nhớ rằng là năm 1945 chính là cách mạng tháng 8 Cái cuộc cách mạng vĩ đại đã giải phóng nhân dân uh, khỏi uh, áp bức của thực dân và phong kiến và hình ảnh của đoàn người đi cướp kho thóc cũng như là hình ảnh của những uh, cửa đỏ sao vàng chính là hình ảnh của tương lai cách mạng sắp đến và nó làm cho cái thiên truyện này không còn là kết thúc khép nữa nó là kết thúc mở và chúng ta có thể không biết rằng à, nhà, nhà, văn không kể về số phận của chàng những những cái năm tiếp theo những, những theo nhưng mà chúng ta đều nghĩ rằng là nó sẽ khác hẳn với hình ảnh của gì của chị dậu lao ra khỏi nhà lão quan phủ mà cái tiền đồ thì tối đen như mực giờ tiền đồ cái phần phía trước của chàng À, với cái gia đình này à, chúng ta sẽ đầy cái hy vọng rằng chàng sẽ sống cuộc sống hạnh phúc sẽ là niềm tin vào tương lai đó cũng chính là xu hướng vận động của tác phẩm cũng chính là biểu tượng cái vẻ đẹp của nhân vật đây chính là à, cái diễn biến tâm lý của chàng và thông qua đó thì à, chúng ta nhận ra ngay thánh nhân đãi kẻ khù khở và hay luôn khát khao hay luôn dại khờ dại khờ nhưng mà dám thách thức cái chết để tìm sự sống dại khờ nhưng mà biết nắm lấy cái hạnh phúc cái niềm vui và tình yêu của mình dại khờ nhưng rồi sẽ trưởng thành dại khờ sẽ hướng tới tương lai vì vậy chúng ta cũng như chàng hãy hãy nhận ra được cái vẻ đẹp và phát hiện ra được những cái uh, uh, cái điểm độc đáo khi nhà văn Kim Lân xây dựng cái hình tượng nhân vật mà vô cùng bình dị quen thuộc nhưng thực ra trong đó ẩn chứa biết bao nhiêu cái đẹp của 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 con người Việt Nam luôn luôn giữ cho mình một cái mầm sống và khát khao được sống được hạnh phúc